Chào mừng anh em nhá. Đây em đang cần cái cụ đề, nó mã hiệu là 15852-6301-12V, nó có biểu tượng Mitsu ở đây nhá. Đây. Anh em nào có thì alo cho em vào số 0982446061 nhé. Con này nó đang nắp ở trên con một con máy dọc anh em ạ. Máy dọc đang nghi nó là của 2i hoặc 3i. Nhưng mà nó đây nó có biểu tượng Mitsu này. Nó có biểu tượng Mitsu ở đây nha anh em nhá. Ai có thì báo cho em nhá. Vâng, em cảm ơn anh em nhá.